Điều 11 của Bộ Luật Dân sự năm 2015, các phương thức bảo vệ quyền dân sự. Khi quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân bị xâm phạm, thì chủ thể có quyền tự bảo vệ theo quy định của bộ luật này, luật khác có liên quan hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Thứ nhất, tôn trọng, bảo vệ, đảm bảo quyền dân sự của mình. Thứ hai, buộc chấm dứt hành vi xâm phạm. Thứ ba, buộc xin lỗi, cải chính công khai. Thứ tư, buộc thực hiện nghĩa vụ. Thứ năm, bồi thường thiệt hại. Thứ sáu, hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền. Thứ bảy, yêu cầu khác theo quy định của pháp luật. Article 11. Methods for protecting civil rights. If a person has his, her civil rights violated, he or she may protect them himself, herself as prescribed in this code, other relevant laws or request competent authorities to. 1. Recognize, respect, protect and guarantee of his, her civil rights. 2. Order the termination of the act of violation. 3. Order a public apology and or rectification. 4. Order the performance of civil obligations. 5. Order compensation for damage. 6. Cancellation of isolated unlawful decision of competent agencies, organizations or persons. 7. Other requirements specified by law.